Ngày 12 tháng 12, một hội nhóm về Volkswagen xôn xao về chiếc Teramont mang ngoại hình của phiên bản The Line đang bán ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải phiên bản nâng cấp được phân phối chính hãng, mà do đại lý nâng cấp theo yêu cầu của một khách hàng. Nâng cấp chỉ bao gồm cản trước của phiên bản The Line, trong khi các chi tiết còn lại không thay đổi. Chi phí dưới 100 triệu. The Line là phiên bản cao cấp nhất của Volkswagen Teramont, nhưng không được phân phối tại Việt Nam. Do đó, chủ xe này đã tìm đến giải pháp độ để có được ngoại hình thể thao và hầm hố hơn. Volkswagen Teramont được giới thiệu tại Việt Nam là phiên bản facelift, ra mắt tháng 9 năm 2021. Xe sở hữu kích thước khá lớn. Số đo dài rộng cao lần lượt là 5037mm, 1979mm, 1768mm, trục cơ sở 2980mm. Với kích thước này, không gian nội thất của Teramont được đánh giá là rộng rãi cho 7 hành khách. Hai hàng ghế sau có khả năng gập phẳng, cung cấp không gian hành lý lên đến 2.741 lít. Các trang bị bên trong xe gồm đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ cảm ứng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây. Một số tiện nghi bao gồm hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, ghế trước tích hợp sưởi và cửa sổ trời toàn cảnh. Cung cấp sức mạnh cho Teramont là động cơ tăng áp 4 xi lanh ung tích 2 lít, sản sinh công suất 220 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4 motion. Trong khi đó, phiên bản The Line trang bị động cơ V6 dung tích 3.6 lít cho công suất 276 mã lực và mô men xoắn 360 Nm. Nếu phiên bản này được phân phối chính hãng tại Việt Nam, giá bán chắc chắn cao hơn rất nhiều vì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 90%. Các công nghệ an toàn trên Teramont gồm 6 túi khí, phanh ABS, hệ thống chống trượt, cân bằng điện tử, chức năng nhắc nhở đánh lái, kiểm soát lực kéo, điều khiển hành trình, hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát cự ly khi đỗ xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe hiện có giá 2 tỷ 349 triệu và sẽ tăng lên 2 tỷ 499 triệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. So với mẫu xe đối thủ Ford Explorer, giá mới của Volkswagen Teramont cao hơn 100 triệu đồng.